Tiêm kích F-35 Mỹ mắc lỗi nghiêm trọng, lầu năm góc khẩn cấp cầu viện chuyên gia. F-35 là dòng tiêm kích tàng hình tiên tiến thế hệ 5, nhưng cũng thuộc loại máy bay tiêu tốn nhiều tiền của nhất trong lịch sử phát triển vũ khí của Mỹ. Theo hãng tin Bloomberg, lầu năm góc đã phải gấp rút cầu viện tới sự trợ giúp về chuyên môn của các chuyên gia phần mềm đến từ ba trường đại học hàng đầu nước Mỹ để đánh giá những nỗ lỗ nghiêm trọng trên máy bay tiêm kích F-35 do tập đoàn Lockheed Martin chế tạo. F-35 là dòng tiêm kích tàng hình tiên tiến thế hệ 5, nhưng cũng thuộc loại máy bay tiêu tốn nhiều tiền của nhất trong lịch sử phát triển vũ khí của Mỹ. Phát ngôn viên chương trình chế tạo F-35 Laura Sien, cho biết, một đánh giá kỹ thuật độc lập đang được thực hiện bởi các chuyên gia phần mềm đến từ Phòng Thí nghiệm Vật lý Ứng dụng Đại học Johns Hopkins, Viện Kỹ thuật Phần mềm Đại học Carnegie Mellon và Viện Nghiên cứu Công nghệ Georgia. F-35 vẫn được mệnh danh là một cỗ máy tính bay. Mỗi chiến đấu cơ F-35 sẽ có hơn 8 triệu dòng mã, nhiều hơn bất kỳ loại máy bay chiến đấu nào trước đây của Mỹ hoặc đồng minh. Các lỗi về phần mềm đã làm điều đứng chương trình trị giá hơn 398 tỷ đô này. Theo phát ngôn viên Laura Sin, sau khi phân tích kỹ lưỡng nhiều loại thông tin, gồm cả những đánh giá từ các chuyên gia đại học, văn phòng chương trình F-35 của Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ đệ trình báo cáo tổng hợp vào cuối tháng này. Nội dung trong báo cáo sẽ bao gồm cả những kết quả thử nghiệm chiến đấu quan trọng nhưng đã liên tục bị trì hoãn trong thời gian vừa qua. Khả năng đối phó của F-35 nói riêng và các máy bay cũng như các hệ thống tác chiến điện tử tương lai với những hệ thống phòng không và máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của Nga và Trung Quốc. Theo Bloomberg, có thể sẽ phải mất nhiều tháng nữa, lầu năm góc mới có thể đệ trình lên Tổng thống Joe Biden tất cả thông tin cần thiết, rồi mới đi đến quyết định sản xuất đầy đủ, tức cũng là giai đoạn sinh lợi nhất cho Lockheed. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ella Austin nhiều khả năng sẽ chấp thuận bất kỳ quyết định nào liên quan tới F-35 vì ông đã từng phục vụ trong hội đồng quản trị của nhà sản xuất động cơ F-35 United Technologies Corp. từ năm 2016 và sau đó là Raytheon Technology Corp. trong khoảng 9 tháng sau khi hai bên hợp nhất vào năm ngoái. Một báo cáo của Lầu Năm Góc cho thấy cơ quan này dự tính sẽ phải chi 66,4 tỷ đô cho chương trình chế tạo động cơ của F-35. Nếu như, như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ.